Thưa quý vị, một người phụ nữ Thái Lan bị một con trăn dài 4 mét và nặng 20 kg siết chặt quanh người trong khoảng 2 giờ và trước khi được lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Hiện nạn nhân thì vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trăn thì là một loại động vật bò sát mà không có nọc độc. Tuy nhiên thì những vết cắn của chúng có thể gây nhiễm trùng. Trăn giết con mồi bằng cách là nó sẽ quấn quanh cái con mồi đó và siết chặt cho tới khi mà con mồi ngạt thở. Và ở Thái Lan là một trong những quê hương của nhiều loài trăn, có tới 80% cuộc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp ở tại Bangkok liên quan tới việc mà họ phải nhìn thấy trăn. Bà Aram, 64 tuổi, cho biết khi đang rửa bát vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, bà bất ngờ bị một con trăn tấn công. Bà từng bị con vật này cắn vài lần khi nó bỏ vào nhà ở tỉnh Samut Prakan. Ban đầu tôi túm lấy đầu nó với hy vọng nó sẽ thả tôi ra, nhưng nó không chịu. Nó chỉ tiếp tục siết chặt hơn. Khi tôi thấy nó bắt đầu trườn đi, tôi thả đầu nó ra, nó trườn đi rồi lại quay lại. Cuối cùng thì lần xuống dưới. May mắn một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Aram và gọi điện cho lực lượng cứu hộ vào lúc 22 giờ. Chúng tôi đập cửa xông vào thì nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang bị con trăn siết chặt ở trên sàn. Có lẽ phải một lúc rồi vì da bà ấy đã bị nhợt nhạt. Cảnh sát cùng các thành viên tổ chức cứu hộ Sipot Tektung đã giải cứu thành công bà Aram trong 30 phút khi bà gần như đã lịm đi, nhưng không rõ chính xác họ đã làm như thế nào. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.